Mến chào quý anh chị, em Nga lại tiếp tục giới thiệu đến với quý anh chị một cái sản phẩm của ngân hàng Thanh Lý thu hồi vốn, tổng diện tích là 2,4 hectare, trong đó có nhà, vườn cây ăn trái sầu riêng, mít thái, bơ, trồng xen với cà phê, đất đỏ ba gian, đất bằng như sân bóng, ngay tại huyện Chư Bứ quý anh chị nhé, cách trung tâm Chư Sê chỉ có 7 km thôi. Đây là con đường từ ngoài quốc lộ 14A dẫn cho chúng ta đi vào đến rẫy, hết 1 km đường nhựa như thế này, thêm 1 km đường bê tông và 1 km đường đất cấp phối thì đi đến rẫy quý anh chị nhé. Đường đi đến lô rẫy của chúng ta qua hai khu dân cư đông đúc, vị trí trường trạm, chợ, trung tâm xã. Khoảng 3 km đổ lại quý anh chị. Từ lô rẫy của chúng ta mà ra tới khu dân cư thì đi hết khoảng 600 m. 600 m quý anh chị. Và đây là cái đường trước của lô rẫy. Lô rẫy trước mắt của chúng ta, cái cổng xanh quý anh chị nhé. Lô rẫy đã được làm hàng rào B40 và đây là con đường đi xuyên suốt. Con đường chung ở trên lô rẫy và chung của hai nhà, một nhà hàng xóm bên cạnh và nhà hàng xóm bên cạnh cũng đã có đường đi riêng rồi quý anh chị. Đi một đường một mạch thẳng như thế này thì tới cái căn nhà của chúng ta quý anh chị nhé. Căn nhà nằm ngay giữa của lô rẫy luôn. Một lô đất có diện tích lớn 2,4 hectare, cách quốc lộ 14A chỉ có 3 km. Đất bằng phẳng như sân bóng, tiện lợi về trường trạm chợ y tế. Mời quý anh chị đi vào thực tiễn với lô rẫy để khám phá thêm nhiều ưu điểm, lợi ích, tiềm năng của cái lô rẫy này quý anh chị nhé. Mến chào quý anh chị nhé. Em Nga đang đứng tại cái lô rẫy tổng diện tích là 2 hectare. Ở nơi đây thì đã có điện 3 pha, nhà kho ở tạm quý anh chị nhé. Một cái giếng nước mênh mông. Và ở trên diện tích tổng 2 hectare này có 300 cây sầu riêng năm thứ 4 trồng xen với cà phê quý anh chị. Trên đấy chúng ta có 2.400 cây cà phê, cà phê tơ kinh doanh quý anh chị, cà phê đang kinh doanh trong thời kỳ kinh doanh. Ở trên đất của chúng ta thì cũng có cây bơ 034, 500 cây bơ 034 quý anh chị. Gia chủ cũng đã trồng sen mít, khoảng 50 cây mít. Ranh giới ở đây là đã rõ ràng quý anh chị nhé. Có ranh giới hàng B40 giống ở kín cổng như là từ ngoài đầu lô rẫy mà em dẫn cho quý anh chị xem là từ ngoài cổng vào đã rào hết rồi, cổng rào kín. Ở đây với chất đất đỏ ba gian, đất thịt rất là tốt quý anh chị này. Dòng đất siêu đẹp quý anh chị. Cây sầu riêng này là năm thứ tư quý anh chị này. Một cái lô đất bằng phẳng như một cái sân bóng quý anh chị. Lô đất này quá đẹp. Bằng phẳng như một cái sân bóng. Cà phê tơ quý anh chị nhé. Cà phê này đang ở trong cái thời kỳ kinh doanh mạnh đó quý anh chị. Đây hàng rào B40 này. Ở đây trồng, gia chủ trồng cái lô rẫy này rất là khoa học này. Phía tứ phía là gia chủ trồng cây mít. Đó, làm hàng rào luôn. Dưới đó là hàng B40 để chắn gió này. Vừa chắn gió vừa cho thu hoạch. Và hàng B40 này. Ranh giới xung quanh lô rẫy của chúng ta đều là B40 bằng trụ gỗ như thế này. Em thấy lô đất này nó quá đẹp quý anh chị ạ. Giá cả thì lại rất là phải chăng. Ở trên đây tổng diện tích 2 hectare thì gia chủ sang nhượng cho quý anh chị với giá là 680 triệu trên 1 hectare. Bao sang tên bị đổi cho quý anh chị và có thương lượng nha quý anh chị.
Lô đất bằng phẳng, đất đỏ đẹp quá. Wow, đất đỏ au mà nó bằng như một cái sân bóng. Trời ơi. Từ ngoài đường quốc lộ 14A mà đi vào cái lô rẫy này thì hết khoảng 3 km là đường nhựa, còn lại là 1 km đường cấp phối vô tận giấy quý anh chị nhé. 1 km đường cấp phối. Sầu riêng trồng rất là đẹp ạ. Đây, tất cả quý anh chị nhìn toàn bộ tổng thể xem xung quanh cái lô rẫy của chúng ta này. Wow. Trồng bằng mít và mít đang cho thu hoạch hết nha. Mít Thái đang cho thu hoạch hết. Tường rào là kín luôn, kín cả lô rẫy luôn, không có một cái chỗ hở nào luôn ha. Lô rẫy nằm ở ngay huyện Chư Bứ, thuộc huyện Chư Bứ. Nhưng mà cách Chư Sê thì có 7 km thôi. Cách trung tâm thị trấn huyện Chư Sê 7 km. Cách thành phố Pleiku, sân bay Pleiku thì khoảng 45 km. Ở đây có một cái giếng thứ hai nữa quý anh chị. Trên cái lô rẫy này có hai cái giếng này. Đó, một cái giếng thứ hai. Gia chủ đang tưới bằng cái giếng này. Lô rẫy có hai cái giếng. Về thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk thì hết 145 km. Hàng rào của chị. Em đi hết ranh giới cho quý anh chị xem cái hàng rào của cái lô đất này. Lô đất làm rất bài bản mà nó đã bằng như một cái sân bóng vậy đó. Đẹp quá. Chiều mà đi vô cái lô rẫy chiều tối rồi mà em vẫn còn chưa muốn về quý anh chị, cái lô rẫy đẹp quá. Đi hết cái lô rẫy cho quý anh chị xem. Ơi, đường điện ba pha nhá. Điện ba pha ở trong lô rẫy luôn. Và cái lô rẫy này là rất gần nhá. À, cái lô rẫy của chúng ta thì hiện đang là đường cấp phối nhưng mà nó cũng có sắp có cái dự án để làm đường bê tông với anh chị. Đường nhà nước và nhân dân cùng làm. Cái lô rẫy này mà nếu như làm nên đường bê tông thì ở đây trung bình người ta phải bán đến 1 tỷ trên 1 hectare quý anh chị. Do là gia chủ cũng kẹt nợ cho nên là thanh lý cái lô này bán để thu tiền về mà trả nợ quý anh chị nhé. Đường ống là đã chôn hết khắp vườn rồi quý anh chị nhé. Đường ống chôn hết khắp vườn rồi. Cái vườn này làm bài bản quá. Đây, đường ống đây. Đấy. Rồi. Quý anh chị quan tâm đến lô rẫy thì xin liên hệ đến kênh Nhà Đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình. Và nhớ bấm đăng ký kênh ở góc phải màn hình để theo dõi những video mới nhất nhé.